Rồi, mến chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là mình về thăm bà nội mình nha mọi người. Về thăm nội mình đó, nhưng mà hôm nay là mình đi vào bằng cửa sau đó. Mình muốn tạo một cái bất ngờ cho bà nội của mình nha mọi người đó. Thì sáng nay là mình có đi mua thịt nè, rồi mua trái cây, rồi cũng mang sữa với lại là một số vật dụng cần thiết về cho bà nội của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong, cũng như là mình sẽ gọi điện thoại cho bà nội của mình nha mọi người. Mình sẽ đi gọi điện thoại cho nội của mình coi phản ứng của nội của mình như thế nào nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình gọi nha. Rồi, mình sẽ bật loa cho mọi người xem nha. Mình coi nội của mình nói chuyện gì nha. Hello. Alo, bà nội. Alo bà. Ôi, bà nội khỏe không? Khỏe đó. Con đang ở Vĩnh Long. Bà nội khỏe không? Khỏe. Nội nhớ con không? Nhớ. Vậy hả? Rồi đi, thương nội quá à, con không nhớ nội nữa. Nhớ con cách nữa. Vậy hả? Con bữa con điện cho bà nội mừng. Dạ. Ở nhớ con sao nội không điện cho con? Nội nhớ con. Nhớ con sao nội không điện cho con? Trời ơi, bà có biết điện đâu. Rồi nội ăn cơm chưa? Vậy hả? Không biết điện, không điện mừng bài đó. Vậy sao? Không biết điện đâu. Biết điện đâu hả? Rồi nay nội ăn cơm gì? Cá con ơi. Cá hả? Cá nội làm gì ăn? Chiên, ăn miếng sầu chín. Ôi ôi, ngon quá vậy ta. Rồi tối nội ngủ được không? Được. Ngủ ngon thôi. Có nhức mình nhức mẩy gì không nội? Không. Không hả? Đây, mình đã tới nhà nội của mình rồi nha mọi người. Con về con thăm nội nè. Trời ơi. Nè, con có mua thịt với lại mua xôi cho nội nè. Nặng nghe. Nãy giờ con thăm nội con mua thịt cho nội nè. Thịt heo. Rồi nội thích ăn xoài nữa nè, con mua xoài cho nội nè. Ôi ôi, mấy trái xoài ngon lắm nội ơi, con lựa mấy trái ngon lắm. Xài cát Hòa Lộc nè. Xài cát Hòa Lộc trái ngon lắm. Con mua thích mua gì quá vậy, ăn gì hết. Con ăn với nội luôn. Mọi người thấy không? Trái rất là ngon nha. Trái này ngọt lắm mà. Xài cát Hòa Lộc là ngon lắm rồi. Nè, con có mang chai dầu về cho nội nè. Nè, chai dầu nội nè, để nội cất đi, để dành cái nội nội sức. Chai dầu kia con muốn hết nửa chai rồi. Hết nửa chai rồi, đúng rồi, con đem về cho nội, nội để dành nội sức. Đó. Cho mày mà mừng dữ lắm á. Chị giàu rồi quý dữ lắm mà. Dạ, mấy nay nội có nhức mỏi gì không? Cũng nhức rồi, uống thuốc. Uống thuốc nhức hả? Nhức ở đâu? Nhức mình, nhức mẩy, nhức giò, nhức tay hả? Uống thuốc. Nè, con cho nội chai dầu này là chai dầu nhức nè, sức nhức mỏi nè. Nhức ở đâu mình sức ở đó. Nè, nó cứ để là vai ở đâu, ở lưng nè, ở cổ nè, rồi ở chân nè, ở tay nè. Đó, này nội sức cái chai này ha. Này sức cái chai này cho nó đỡ nhức mỏi. Nhức ở đâu mình so đó để họ con chỉ nội xài. Cho gì quý dữ lắm rồi. Dạ. Nè, cho họ hộp sữa nữa nè. Sữa hình xua. Để dành nội uống cho có sức khỏe. Trời ơi, quá trời rồi, cái này. Quá dữ rồi. Sợ ăn hồi mình ăn. Đây là cảnh ở nhà nội của mình nha mọi người. Ở dưới quê thôi, ở dưới quê thì cảnh rất là bình yên nha, rất là bình yên. Đây là vào bên trong cái gian bếp của nội nha mọi người. Gian bếp của nội nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nội mình làm đồ ăn để mà chuẩn bị ăn cơm sáng nha mọi người. Ăn cơm sáng nha. Hehehehe
Ngược xoài hả nội? Hả? Ngược xoài hả? Nằm thịt. Nằm thịt. Thịt kho dạ. Thịt con mua này, cái này là mình làm gì ăn cho nội? Hả? Thịt con mua này làm gì ăn giờ đây? Kho hen. Kho. Kho ăn miếng rồi mình muối chiên. Muối chiên miếng. Làm gì dạ. Kho đi rồi mình hái rau sống mình ăn. Bây giờ mình vào nội mình đang chuẩn bị để mà ướp thịt và kho. Ở dưới quê á thì mình cũng bằng nấu bằng cơm củi không à. Cơm củi với lại lò chấu, lò bếp không à. Củi lò chấu thôi có ra không. Dạ. Nội thì nấu bằng củi. Đốt cái đèn đi nè. Đốt cái đèn đi. Rồi bây giờ mình đang đi hái rau đó mọi người, hái rau lan. Rau lan mình vô mình luộc. Luộc mình ăn với thịt kho. Thịt kho đó cái mình rau này cái mình luộc lên. Tươi lắm nha mọi người, không có hề có sâu nha, tươi lắm. Ở dưới quê chứ cái gì cũng có hết trơn á, không có thiếu thứ gì hết. Rau, rồi củ, rồi quả, rồi trái này trái kia là nhiều lắm. Không thiếu cái gì hết trơn đó mọi người. Chút xíu nữa là mình sẽ vô ăn cơm với nội mình nha. Hai bà cháu mình ăn một bữa cơm gia đình thật là ngon và thật là tuy đạm bạc nhưng mà rất là ngon nha. Mình và nội đang kho thịt. Chút xíu là mình sẽ hái rau cái mình rửa cái mình luộc cái nữa xong rồi mình sẽ ăn cơm. Lan đúng không? Tươi lắm. Nhiều lắm mà cọng người tươi mà tốt lắm nhé. Nè mọi người thấy không? Cái cọng rất là to và rất là tốt luôn, không hề có sâu gì hết. Cho sạch luôn nha. Không có phân thuốc luôn á mọi người. Nội mình á thì ít ăn, ăn rau lắm. Thì nội thích ăn xoài. Giống như là nước cơm nè, rồi xoài nè, rồi hoặc là giống như là dừa đó mọi người, trái dừa đó, cái nội chặt dừa, cái nội cho chan canh nội ăn, chứ nội cũng ít nấu canh nữa. Mình thì mình thích ăn rau. Nát quá mọi người. Mọi người có khỏe không mọi người ơi? Hôm nào có dịp thì mời mọi người về miền Tây của mình chơi một chuyến nha. Cho biết quê nội của mình cũng như là biết quê của mình luôn nha. Quê của mình là ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nha mọi người. Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Rau tốt quá. Một gỗ luôn rồi mọi người. Mình hái có chút xíu thôi là một gỗ luôn rồi nè. Thôi mình hái nhiêu đây được rồi. Qua đây mình hái mấy cái cọng này tốt quá nên mình hái vài cọng nữa thôi mình vô được rồi.
do nội mình không có ăn nhiều nên là mình hái cũng ít thôi, có gì mình ăn mình hái nữa, chứ mình ăn không hết mình bỏ mình uống. Mọi người hôm nay mấy hôm nay là có theo dõi chị Thanh không? Thấy chị Thanh như thế nào rồi? Thật sự là thấy chị Thanh chị tỉnh táo được rất là nhiều rồi đó mọi người. Tỉnh táo giống như là chị Thanh bây giờ là đã lột xác hoàn toàn rồi. Không phải là chị Thanh như lúc trước nữa đâu. Lột xác hoàn toàn rồi. Bây giờ là tỉnh táo và nhận thức được nhiều lắm rồi. Mừng lắm. Nên là hôm nay là mình cũng tranh thủ mình chạy quê, mình về quê mình thăm nội. Rồi mình sẽ quay vòng vòng những cảnh ở dưới quê. Cho mọi người được thấy ở dưới quê của nội mình nha. Đây là trái xoài nha mọi người, xoài cát Hòa Lộc nè, rất là ngọt và rất là thơm nha, chín cây rất là thơm. Còn đây là những cái bụi thơm, bụi khóm nè mọi người, dưới quê của mình á, rất là bình yên nha, thơm khóm là rất là tươi. Rồi bên sau đây là cái bụi tre nè mọi người, một lũy tre làng nè, tre ở dưới quê á. Rồi ở bên đây thì cây dừa. Rất là mát nha mọi người, ở dưới quê là rất là mát mẻ và yên bình lắm, không có nhộn nhịp như ở thành phố mà cũng không có tiếng xe chạy ồn ào đâu, rất là bình yên. Đây, cảnh phía sau nhà nội mình nè, dưới quê đó. Mấy nhà tranh. Đây, qua đây coi. Bên đây là cây mấy cây bưởi, mấy cây cam xoàn á mọi người, nhưng mà chưa có trái. Đó, mình trồng rau nhiều lắm nha mọi người, trồng rau nhiều lắm. Ôi mát quá mọi người ơi, lâu lâu mình về quê mình thấy mát quá trời mát luôn. Đây là cây bưởi nha mọi người. Bưởi nha. Bữa nè. Bưởi với xoài. Đây bưởi nó đây nha mọi người. Nguyên một cây bưởi to lắm. Ổi nữa nè. Nhà nội mình trồng nhiều lắm. Còn đây nữa nè mọi người. Phía sau này là cái ao nè. Ao là phía sau này là mình nuôi cá với lại là nội mình nè. Có cái sàn nước nữa mọi người, có sàn nước nữa nè. Mát mẻ lắm nha, mọi người thấy cái ao không? Đây, còn đây là cái quạt gió nè mọi người. Đây là cái quạt gió hồi xưa là mình dùng để xoay lúa đó mọi người. Lúc mà mình làm lúa vô á, là mình xay dùng cái quạt này để mình xay dừa thóc với lại là gạo ra đó mọi người. Thóc với lại là lúa ra đó. Rất là nhiều trái cây lắm, ở dưới quê nội mình là nhiều trái cây lắm. Wow, đây, giới thiệu với mọi người. Đây là cái mít. Mít tú nữ nha mọi người, mít nè, mít trái nhỏ nè, mà nhiều lắm nha, nhiều lắm. Đây, quay cái cành cho mọi người xem. Ồ, mọi người thấy không, ở trên đầu mình nữa nè, đây, trên đầu, trên phía trên nữa nè mọi người, nhiều lắm nha, quá trời nhiều lắm rồi. Ồ, cái mít này quá trời nhiều trái luôn. Thích quá. Này. Trái to lắm nha mọi người. Có nhiều trái to lắm. Đây nữa nè. Có dịp mình sẽ mời mọi người về miền Tây của mình chơi một chuyến, cũng như là ghé thăm nhà nội của mình nha. Đội nhà nội của mình tuy là không có sang trọng gì mấy, không có đủ điều kiện như mọi nhà khác, nhưng mà cây trái và rất là yên bình. Cây trái cây là nhiều lắm nha mọi người. Mọi người thấy không? Đây. Quá trời quá đất ơi. Rồi mình đi vô bên trong, mình coi mình phụ nội mình làm cơm buổi sáng để mà hai bà cháu mình ăn cơm. Trời ơi, đây là cây xoài, không, cây này là cây ổi, quá trời trái luôn. Ồ, mình rất là thích trái này. Ồ, đây dừa, mình sẽ quay dừa cho mọi người xem nha. Đây là dừa khô ở dưới miền Tây của mình nè.
dừa khô nha, rất là nhiều. Rất là nhiều. Dừa nạo là nhiều lắm luôn nha mọi người. Dừa nạo cũng nhiều mà dừa khô cũng nhiều nha. À, mình thích cái sàn nước này quá. Đây sàn nước nè, phía xa xa là có cái bông bông lục bình đó mọi người thấy không? Thấy cái bông lục bình không? Đó đó đó, mấy bên kia kìa, mấy bên kia. Đó có bông lục bình bên đó đó. Bông bột lục bình mà ăn với bọc mắm ha. Làm lẩu mắm mà mắm mắm cá linh ha. Mình mà ăn với bông lục bình là hết sảy luôn, bông súng bông lục bình là hết sảy luôn nha mọi người. Và bên đây có chai ổi nè. Mình sẽ qua mình bẻ chai ổi. Dừa quê mát lắm mọi người ơi, mát mẻ dữ lắm. Đây, đây là phía trên mình là cây dừa nè. Cây dừa này thấp lắm nha mọi người. Mình hái tay đưa tay lên là mình hái cũng tới luôn đó. Phía sau này là cũng nội mình cũng trồng dừa nhiều lắm. Đây đây, đây chai ổi đây. Đây đây chai ổi nha mọi người. Ồ chai ổi này to lắm. To lắm nha, mình sẽ hái cái này vô. Đây đây. Thơm quá cả nhà ơi, không biết mặn gì mà thơm quá. Dừa xoài, rồi dừa ổi nữa. Hôm nay là vô mánh rồi. Hôm nay vô mánh rồi, chứa gì nữa. Đây đây đây. Đây, quá trời mít rồi. Đây. Đây, dừa xoài, rồi dừa ổi, rồi dừa mít nữa. Quá trời món ăn rồi. Đây là những cái cọng chổi của nội mình chuốt nè mọi người. Đố mọi người là biết cái này là làm gì không? Trong mấy cái cọng này là nội mình để dùng để chuốt, để mà bó chổi đó mọi người. Đó, bó những cái cây chổi để mà bán. Đây, này là những cái cọng dừa nè. Cái nội mình lấy những cái tàu dừa xong rồi mình tét ra và tét cái lá ra. Rồi xong là mình chuốt. Đó, thì bây giờ mình sẽ đem đi phơi nha. Bây giờ mình sẽ đem đi phơi giúp nội mình. Rồi, ở đây là bên trong đây là những cái cây chổi. Những cái cây chổi là nội mình đã chuốt xong rồi, đã bó rồi. Đây là chổi thành phẩm nha mọi người. Đó, rất là nhiều. À, đây, thấy không? Nội mình không có bó nha, nhưng mà nội mình thì chuốt thì mình thuê người ta bó. Chứ bó cái này là cực lắm, với lại là mình còn có sức khỏe và có cái sức dịch cái tay á, cái tay mình phải có mạnh mình mới có thể là bó chổi được. Đó, thì nội mình chuốt chổi rồi mình bó thành những cái bó như này mọi người. Đó. Thì mỗi cây như vậy là hình như là giá là 30 hay là 40 ngàn gì đó mọi người, 40 hay 50 gì đó. Thì mình cũng không rõ. Rất là nhiều nha, chỗ này là quét nhà cực kỳ sạch nha mọi người. Quét nhà sạch lắm nha. Chỗ này tốt lắm nha. Ở dưới quê mà chứ không phải là như thành phố. Thành phố mình cũng ít chỗ này nữa, chủ yếu là chỗ lông bằng lông thôi. Lét lét gạch quét ra trên gạch thôi. Mình chuốt bao lâu mới được một cái chổi nội? Trời ơi, mấy ngày. Mấy ngày? Trời ơi, rồi vậy thì chuốt nó đau tay lắm mà sao chịu nổi? Dạ. Có cái miếng tay này trên tay này ha, mình cột lên cái tay này ha. Dạ. Từ cộng giờ nội chuốt xong hết chưa? Còn đóng nữa. Còn đóng nữa hả? Chú hết cộng rồi nghỉ. Hết cộng nghỉ. Thôi với lại mình lớn tuổi rồi mình làm ít thôi nội ơi. Chừng nào mình mệt cái mình nghỉ. Đó. Chỉnh chọc cộng cái nghỉ rồi. Dạ. Đưa. Dạ. Đây là những cái cọng mà cọng chổi mà chưa có chuốt nè mọi người. Cọng chổi nào chưa có chuốt đây. Đây là những cái cọng chổi chưa có chuốt là nó còn mới lấy lá thôi, lấy cái lá nào có cái cọng thì những cái phần gần cái cọng á là chưa có chuốt xong. Nên là khi nội mình khỏe thì nội mình chuốt như vậy và đem ra phơi. Đem ra phơi bên ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ ra vườn mình hái dừa rồi mình chặt rồi mình uống luôn. Mình quay cho mọi người xem cảnh hái dừa ở quê như thế nào nha mọi người. Rồi mình ra vườn thôi. Rồi bây giờ mình đang đi ra vườn
mình kiếm dừa mình hái nha mọi người. Nhưng mà trước khi kiếm dừa là mình phải làm một cái ống hút để mà mình hút dừa mới được. Ở dưới quê của mình nè, giống như là xưa trước giờ thì uống hút rồi giống như là chỉ phải làm bằng cái ống trúc thôi, chứ không có cái ống hút mũ như ở trên thành thị. Mà dưới quê của mình hồi xưa là mình cũng hút bằng cái ống hút bằng trúc thôi mọi người. Rồi mình đang tới cái bụi trúc rồi nè, mình sẽ chặt cái ống hút cho mọi người xem nha. Là cái kính để kỷ niệm hồi xưa hồi nhỏ của tụi mình. Đây. Kiếm cái nào đặt cho vững vững mới được mọi người ơi. Rồi đi qua đây mình làm cái ống hút nha. Dừa luôn nè mọi người. Đây là cái ống hút nha, có cái lỗ rất là nhỏ xíu nha. Đó, cái đây là mình sẽ ở dùng cái ống hút này để mà uống nước dừa nha. Rồi đây mình còn hai cái ống hút nữa là mình sẽ làm luôn. Đây. Mình được một cái nữa rồi đây. Hút này nè, hồi xưa ở dưới quê mình là toàn hút bằng cái ống này không, rất là tốt nha, không phải là rất là tiện dụng, rất là tiện. Đó. Rồi bây giờ mình vô trong nha. Rồi bây giờ mình đi hái dừa thôi, kiếm dừa mình hái. Sử dụng cái ống hút này mình uống nước dừa. Dừa phía sau nè mọi người, rất là nhiều dừa nha. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hái cái cây dừa. Cái dừa trên cây này nha. Mình đã chuẩn bị rồi. Mình đã chuẩn bị cái cây móc rồi nè mọi người. Cây móc nè. Đây có cái cây này có cái đầu gịt dừa ha. Rồi bây giờ mình sẽ giật cây dừa trên cái cây nha. Chết rồi, không có ai quay. Có ai quay giùm mình được. Đây mình thấy cái này ở đây. Ê, được một trái rồi nha mọi người. Lụm được một trái rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái ống hút này. Cái ống hút này bằng trúc nè. Mình sử dụng cái ống hút này để mà mình uống nước dừa nha. Là bị nắng rồi đúng không? Rồi mình xích qua đây nha. Nắng. Rồi đây đã hơn nha mọi người. Rồi mình sử dụng cái ống hút này để uống nước dừa nha. Rồi đây trái dừa bị gớt nè mọi người, bị gớt nó bể luôn rồi. Rồi mình sẽ ghim vô đây luôn. Rồi đây. Wow, nhiều nước lắm mọi người ơi, trái dừa này nhiều nước lắm. Ôi mát quá mọi người ơi, mát quá. Mát quá trời mát luôn. Rồi, mình sẽ
À, không biết trái này có cái không nữa, mình nghĩ trái này còn non thôi, chưa có cái nhiều đâu. À, rồi chút xíu mình sẽ chẻ ra coi coi nó có cái không nha, mình ăn cái luôn. Do bình thường là chặt dừa mà chị cũng chặt trái dừa, nhưng mà trái dừa này gớt xuống là trái dừa bị bể luôn rồi mọi người, nên là không cần phải chặt. Hết rồi mọi người, hết rồi đó. Ôi, mát quá mà ngọt quá ngọt. Rồi mình sử dụng sữa dao mình chặt thử coi cây này có cái không nha. Y dừa này dừa non không có cái nha mọi người. Dừa này dừa non, trái này trái non rồi không có cái. Có mình là dừa, mấy trái dừa này là mình uống một trái một là no, cành hông luôn đó mọi người. Quá cho no mà ngọt lắm nha mọi người. Ở dưới quê là có dừa 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 thứ màu xanh này, rồi có dừa lửa nữa, rồi có dừa dừa dứa nữa mọi người. Nhưng hôm nay mình không có hái dừa cái dừa lửa ăn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hôm nay là mình về quê, mình quay cái cảnh bà nội mình cho mọi người xem, cũng như là quay một số cảnh ở dưới miền Tây, một số trái cây ở dưới miền quê cho mọi người xem. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Bye bye tất cả các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người. Có dịp thì mình xin mời mọi người về miền Tây của mình chơi một chuyến, để có thể là thưởng thức những cái món ăn ở miền Tây, cũng như là nhận một số trái cây ở miền Tây của mình nha mọi người. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye.